Hôm nay là 2 chiều nha. Nhưng mà nó bị cái bệnh. Cái bệnh là có nghĩa là cái bấm lên là cặp tăng nó hít vô này ha. Tự động hít cho nó sẽ chạy. Hôm nay hiểu không? Bữa nay cũng vậy thôi. Ha. Hiểu ý nó không? Vì coi lại bệnh đó nha anh em. Ha. Đó, bệnh 10 nha, rùa gan nha. Ok chưa? Nó gấu lắm đó nha. Đó, nó chỉ vậy thôi nha. Nè. Đây, lại đây nha. Rồi. Từ từ. Tốt ra nha. Đó, ok chưa? Nói chung là phải về coi lại nha. Số nó còn chạy. Nó là A6600. Không? Nếu nào nhiệt tình thì nhờ nhắn nha. Chạy lại nè. Lại nè nha. Rồi hít cái cách đấy. Ừ, thấy chưa? Có nghĩa cách tăng ở đây vô, dồn vô nó mới chạy. Hai chiều. Chiều vợ lại nè. Thấy chưa? Nó không giống vậy đâu.